Vậy là tăng giá mắc xăng phăng ai chịu đây? Phải trong nông dân mình chịu không? Rồi quần áo tất cả vật chất mình phải chịu không? Rồi những cái số bây giờ đi mằng không được là tại vì sao? Công ty bây giờ nó giao hàng không được, công ty phải là nhập ra nước ngoài, mà nước ngoài bây giờ nó bị là cấm vận với nhau. Rồi bây giờ không được, không được tại sao? Công ty làm không được, công ty làm không được thì sao? Khổ, phải không? Đó, cảnh thảm khổ chiều nay có mấy, sợ ngày sau bây giờ mình thấy bê hồn nha. Rồi lúc đó đây thầy nói nè, no chiều rồi lại đói mai, dương trần sách dướng bệnh trời từ đây, phiên trần sớm liễu bắp phai, cháo rau đỡ dạ mới cho qua tháng ngày. Cái này mới là sợ nha. Tới chừng đó mà cháo rau đỡ dạ cho qua tháng ngày là gì? Cái câu này là thầy nói trắng quá quý vị. Cháo rau đỡ dạ là thôi mình ăn đỡ cho qua ngày cháo rau, chứ lúc này coi chừng có gạo ăn không nha, có lúa ăn không nha, có bắp ăn không nha, có phai ăn không nha. Thì cháo rau cho đỡ dạ đó, tức là đỡ dạ cho sống qua ngày thôi. Thì còn mà cái dần dần mà còn nói tới nữa đó ha, thì nó còn nhiều chuyện nữa. Nếu mà tôi nói ra nữa thì nó còn dài lắm đâu quý vị. Thì đây hôm nay tôi nói ngắn gọn chỗ này. Thì dưới cái thứ tư nữa, bàn với lựng mà để học hỏi với nhau quý vị. Bây giờ đó, thường thường tôi có nói một câu nói hoài đó, là nhân vô thập toàn. Thì tôi biết được giáo lý của thầy bao nhiêu thì tôi nói bao nhiêu. Nếu có điều chi mà sơ sức đó, quý vị đó sau có gặp lại đó thì nhắc nhở cho chúng tôi thêm, thì bổ túc thêm, thì chúng tôi rất cảm ơn quý vị. Đó là thầy của tôi đó, tức là tôi nói vậy là quý vị hiểu ha. Cho khen tôi á thì tôi rất cảm ơn, mà ghét tôi cũng không có giận đâu quý vị. Bởi vì nếu mà chê tôi á thì đó là thầy tôi đó, thành thử ra từ chỗ đó là coi như là mình bàn với lựng, thấy không? Thành thử ra từ chỗ đó là quý vị, đó là tôi nói thật. Bây giờ đó thì trong cái đạo đức của chúng ta đó, thì trong đó một phần để mà trao đổi với chúng ta với nhau, còn một số mà cô bác thì chưa tu đó, để chúng ta để mà tham khảo, để chúng ta để biết mà ăn tương ăn chay trong cái thời mạt pháp này chúng quý vị. Thì thượng quân, trung quân, cái đời mạt pháp này nó cũng là cùng cảnh. Mà bây giờ có số người ta nói gì nè quý vị, ta nói rằng mấy ông đạo mà lên sẽ nói thiên cơ thời cổ quá. Thì bây giờ tôi nói thật với quý vị nghe vậy nè, bây giờ thí dụ bây giờ mình lên mình đọc giảng đi, mà bây giờ đó là đức thầy nó hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can năm mèo kỹ mão rõ ràng, rồi bây giờ tới khúc này mình bỏ hay sao? Rồi bây giờ nói là thầy nói lầu đài núi cấm lộ nay mai thức tỉnh chúng sanh mới tô bài, rồi tới khúc này mình đọc giảng mình bỏ hay sao? Rồi bây giờ như vậy long qua tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ linh hồn chìm đắm chúng đi hà. Rồi mấy cái này thí dụ như đã thầy đã viết, thì bây giờ hôm nay mình nói ra đây giáo lý của thầy, thành thử ra cái này chỗ này thì nó đúng ra cái cơ của thầy để nói để mình lặp lại. Còn ngoài ra những người mà ta nói là tháng 3, tháng 7, tháng 9, tháng 10 gì đó, thì cái này đó là cái chuyện tiên đoán của người ta đó, người đó. Thành thử ra có cái câu là mía sâu có lóng, nhà dột thì có nơi, người nào nói cái người mà tội nghiệp cho cái những người mà nói vậy đó, thì người ta nói là đạo hảo ông đó vậy, vậy thì tội nghiệp cho trong cái đạo. Thành thử ra mình xét kỹ ngay chỗ này đó quý vị. Thì thôi bây giờ trở lại chương trình cho nó mau. Thì bây giờ thôi, bây giờ tất cả đây, tất cả có anh em mà để bàn với lựng định coi chân lý, thấy không? Thì đức thầy nói là đạo lý tầm sâu sâu chấn cạn. Thì bây giờ cái đời mà cái đức thầy mà ra giáo lý mình nói không biết chừng nào cạn quý vị. Năm nay là 84 năm mà có ai biết được cái giáo lý của đức thầy hết không? Thì mình biết được bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu. Đức thầy thì một mặt trời đó quý vị, còn mình là kể như là một cái bóng đèn mà nó thuộc gì nó mờ mờ, nó lu hình như là bằng đêm còn thấy lu lu nghe, chứ bằng thầy ngày kể như không thấy luôn đó quý vị. Nên thử là thôi bây giờ nè, thôi bây giờ tất cả quý vị muốn hỏi cái gì thì để mình vấn đáp để trao đổi với nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cho chúng em hỏi huynh hai là như thế này. Là bây giờ bên Thổ Nhĩ Kỳ đó có một cái trận sụp đất lần thứ hai. Và bây giờ đó thì chiến tranh rồi bây giờ Trung Quốc này kia. Thì như thế đó đấy, thì xin mời huynh hai diễn giải dùm những cái câu hỏi của mấy đại. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa chư quý vị, thì ở đây tất cả cũng như là Cao Minh, ở đây có như ông hai, ở đây ngồi bên cạnh thì tôi thấy là có ông Út mới lại. Thì ông Út này nói thật quý vị là ở Kiến An quý vị, là một ông già nho thật sắc. Mà ông Út này có ra từ điển đó quý vị. Từ điển ông Út đặt tựa là gì ông Út? Từ điển ha? Từ điển của tôi thì mà bác Thành có cái tên là từ điển đặc dụng.
À thì đó mốt đặt từ điển là đặc dụng đó quý vị. Dạ thì đây thì có cái bậc cái cao niên, cao đồ thì cũng như ông hai ông mốt đây thì đây là chúng tôi thì không dám là múa rìu qua bất thợ đâu quý vị, cũng không dám nha. Nhưng mà tôi biết được chút thế giới chúng ta như thế nào, và trong đó là bên cái phần mà Trung Quốc bây giờ hiện tượng ra sao. Rồi tôi nói thêm luôn là nó xảy ra là trong cái cuộc của chúng ta bây giờ hiện tại người dân rất là khổ, là Bình Dương hay hoặc thành phố mà bây giờ đang công ty bây giờ nó đang là giảm chế, là coi như hình như là nó cắt một khúc, rồi còn một khúc là một khúc hình như bây giờ cũng đang là thất nghiệp đó quý vị, mà không biết bán giấy số, mà giấy số nhiều quá chắc không ai mua nhiều đâu. À, thì thôi bây giờ để trả lại. Thì bây giờ để mới vừa có hỏi qua đó, thì tôi biết ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đó quý vị, tức là ngày 6 tháng 2 đó, tức là động đất là 7,8 hectare. Thì chưa được bao nhiêu tiếng đồng hồ sau thì bắt đầu nó tới Syria quý vị, thì nó động đất đó là coi như 7,5 hectare. Mà trong đó đó thì Thổ Nhĩ Kỳ đó thì động đất lúc đó đó, nhưng bây giờ hôm nay tổng kết, tôi nói bây giờ tổng kết hôm nay đi, chết có thể là trên gần 47.000 người rồi quý vị, chết gần 47.000 người, còn số bị thương có thể là hàng trăm ngàn người rồi đó, số bị thương hàng trăm ngàn người. Mà bây giờ như vậy đó là còn mà cái bên mà Syria đó thì lúc này đó thì có thể là chết trên 6.000, thì cộng lại hai người cộng lại đó, hai nước cộng lại đó là trên là 60 mấy ngàn, có thể gần 47.000 người đó, chết là gần 47.000 người, tức là hai nước cộng lại. Và sau đó để hồi nãy có hỏi nó nghe, nó hình như động đất là ở Thổ Nhĩ Kỳ có không? Có. Thì cách đây này đó không biết là tới là vào ngày 20 đó quý vị, 20 rồi đó, tức là ngày 6 tháng 2, nhưng mà tới ngày 20 đó thì động đất là 5,8 hectare nữa. Nhưng mà quý vị biết không, bây giờ nó có hiện tượng gì nghe quý vị, quý vị bắt đài lên quý vị coi nha, là bên cái Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ có những cái hố sâu, tôi mới bắt lên coi đó, là cái mặt hố đó bề ngang có thể là mấy chục mét đó chị quý vị, mà bề sâu khoảng 12 mét là tự nhiên đất nó sụp xuống là một cái hố sâu thật là sâu. Thành thử ra đây là gì, những cái NASA mà trên mà chụp xuống đó, tất cả những NASA thí dụ của Mỹ, của Nga, tất cả các nước nó chụp xuống đó thì khoảng 700 km đó, thì nó chụp xuống có thể là điều chiều sâu chỗ xuống là 18.000 km đó quý vị, từ mặt đất có thể chụp chiều sâu chỗ xuống gì đó. Nhưng mà cái lằn nứt của bên Thổ Nhĩ Kỳ đó bề dài là khoảng là 300 km nứt bề dài, mà nó nứt hiện tượng này nó ngộ nha, là cách đây trên 100 năm thì chưa có một lần nứt nào, động đất nào mà có một lần nứt, mà chặn động đất này nó có một lần nứt, mà nứt nó không phải nứt ngang quý vị, nứt nó chạy xéo nha. Nứt tức là cũng như bây giờ mình cắt cái bánh, mà thí dụ đi, mình cắt cái bánh mình kéo ngang nó kéo ra nó xéo vậy đó, chứ không phải là nứt mà nó đứt hẻ ra nha. Thì đó là nó hiện tượng là phải chiều dài khoảng là 300 km. Và Syria đó chiều dài của nó khoảng 250 km đó quý vị. Nhưng bây giờ nó không phải là nói là ở Thổ Nhĩ Kỳ, mà không phải nói là ở Syria không đúng quý vị, mà bây giờ hình như là các nơi, thì cũng như bây giờ quý vị biết hiện tại Trung Quốc bây giờ cũng đang động đất, mới động đất đây thôi đó, mấy ngày nay nó cũng là đang động đất đó, động đất là 6 mấy hectare đó. Thì bây giờ quý vị cả thế giới này bây giờ nó động đất, thì bây giờ như vậy đó là Đức Thầy mới cho biết cái tiên tri rõ ràng đó. Thì đây là cái lời Đức Thầy nói, có nhiều khi quý vị nói không biết là nói cơ, bây giờ là Thầy nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi diễn chích chiêu, sao nay tận diện sao, nay tận diện sao không hay, lập đời trở lại, phải không? Thì hôm nay đây là cái cuộc này quý vị biết không, thượng quan nè, trung quan nè, cái đời mặt pháp này có không quý vị? Ai nói không có đó ha, thì đây là cái người đó không tin tưởng trời Phật thôi, phải không? Bởi vì Đức Thầy nói là đời tận diệt, lập đời trở lại, mà bây giờ hôm nay tận diện nào thì cái đời là đời mặt pháp, chứ còn cái đời nào nữa bây giờ? Nhưng mà hỏi nó chừng nào tới, thì thực tế là đây là thiên cơ bất khả lậu nghe quý vị. Trời Phật nói thì có, nhưng mà nói ngày giờ tôi cũng không biết. Mà thực tế ra tôi nói thật quý vị á, trời Phật biết hết đó quý vị, trời Phật biết hết đó. Nhưng mà trời Phật của ổng không có nói, phải không? Ông Phật của không nói, mà Đức Thầy mình cũng nói. Bởi vì nếu mà nói ra đó, thì phạm lực với thiên đình, phải không? Mấy cái dạy thiên cơ là nói là phạm lực thiên đình đó. Thành thử ra Đức Thầy mình nói, nhưng mà bởi vì thành thử ra hôm nay mình phải hiểu, Thầy nói ta ra sức giết câu quyền bí, chúng dân ơi ráng kiếm ráng tầm, phải không? Thì bây giờ mình ráng hiểu rồi tầm ra để mình coi giáo lý, đặng mình biết cái cuộc đời mình tu, mà mình biết mình tu về đâu, phải không hai? Mình tu phải biết gì đâu. Còn hôm nay nói là tôi tu, tôi ăn chay,
tôi mặc đồ bà ba, tôi để tóc. Thì như vậy là tu sao? Mà thầy có nói rằng là này, phải không? Tu không phải để là tóc, mà để tóc cũng không phải là tu, mà ăn tương cũng không phải là tu nha. Mà nếu mà nói ăn tương mà tu thì mấy con bò, mấy con trâu này kia nọ chắc thành Phật hết trơn rồi. Nhưng mà nếu mà thành Phật thì cũng phải ăn tương nha quý vị. À, đây là nói rõ cái chỗ này nha. Bây giờ không có ông Phật nào mà nói là tu mà nó ăn mặn mà thành Phật hết trơn ha. Cũng phải ăn tương. Mà trước hết mình ăn tương để làm gì quý vị? Ăn tương đặng mà thương tất cả những chúng sanh. Bởi vì thầy nói nè, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dễ ta, nên quay lộn ta bà khỏi khổ. Thì đây là quý vị biết không? Mình có lúc là đào thai lên lên xuống xuống quý vị ơi. Bây giờ mình ráng mình tu được ăn chay nè, thì mình khỏi có thành đào thai kiếp là loài thú. Phải không? Mình nếu ăn chay thì mình đâu có sát sanh, thì mình khỏi kiếp là làm loài thú. Mà bên cái Khổng Tử có nói, có ông Út là nhà nho đây nha. Tôi không dám múa đề qua bất thợ nghe ông Út. Nhưng mà tôi cũng nhái theo một hai câu nha. Cũng như là Khổng Tử nói là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Còn Đức Thầy có cho một đoạn cho chúng ta đấy biết. Kỳ xá tội nay còn một lúc sao, chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng này. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng thiên ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Đó, kính thưa chư quý vị, bây giờ tiên hay Phật cũng là tại do cái tâm của mình. Bây giờ hôm nay cái tâm của mình làm thiện thì chúng ta sát sanh hại vật, thì chúng ta không sát sanh hại vật thì hôm nay là gì? Là tâm chúng ta là thiện. Mà hôm nay chúng ta mà nếu mà bây giờ tôi nói thí dụ, mượn thí dụ thôi, bây giờ tức là trên cộng đồng mạng này nha, quý vị cũng hoan hỷ về tôi chỗ này nha. Cái này là tôi nói là theo tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo, nói theo cái ăn chay để niệm Phật nha. Thì quý vị nào mà chưa ăn chay niệm Phật thì quý vị cũng ráng ăn chay niệm Phật. Chứ cái này á, thì trong cái tôn giáo mà của Đức Thầy đó, của chúng tôi có chỉ rõ ràng đó, là Thầy nói chay 4 bữa ấy là quy tắc. Đức Thầy cũng không có kêu mình là tuyệt đối phải là ăn chay trường, mà Đức Thầy kêu mình chay 4 bữa ấy là quy tắc. Quý vị nào mà có ăn chay được 4 bữa thì 14 rằm 29 30. Còn mà quý vị nào mà qua 26 ngày kia đó, thí dụ quý vị có ăn cái gì đó, thí dụ quý vị, thôi tôi nói gọn gọn cho dễ hiểu quý vị. Cái gì thí dụ ra gặp mua cá chết hay hoặc là những cái gì đó, mình đừng có những cái con gà, con vịt, con heo, con chó gì mình về, đừng có cắt cổ lột da nó này kia nọ, thì cái đó chuyện nó hơi nó nặng. Còn bây giờ những cái gì người ta làm sẵn thì thôi đó là mình ăn. Nhưng mà nó có cái vậy nha quý vị. Tôi nói quý vị vậy nha. Bây giờ như vậy đó, mình tu đây là ai hưởng quý vị? Mình tu mình hưởng. Thí dụ bây giờ mình đi đám cưới. Thí dụ như tôi nè, bây giờ tôi đang nói chuyện với quý vị nha nè. Bây giờ tôi nói thí dụ giờ đi đám cưới mà đem thực đơn ra, mà tôi ngồi tôi đọc hoài tôi đâu có no quý vị, mà quý vị ăn quý vị mới no, đúng không? Thì từ nói hôm nay tôi nói thì bây giờ quý vị hưởng, còn tôi nói chưa chắc hẳn là tôi thành được cái gì đâu quý vị. Bởi vì tôi nói mà tôi làm không được là tôi không có thành đâu. Đó là nói, là chỉ nói thôi, phải không? Cũng như là ta thường nói như cái câu nói mà thánh nhân có nói, như con két nhá chủ nhà vậy đó. Thì bây giờ nói là chỉ nói thôi, nhưng mà quan trọng là không làm được không là do cái tâm của mình đó. Thành thử ra từ cái chỗ đó là do cái tâm của mình. Thành thử ra hôm nay tôi mới nói trả lời quý vị. Thôi bây giờ tôi nói thí dụ, tôi mượn cái này thí dụ như một chút xíu tôi trả lời cái kia nha. Tôi nói bây giờ quý vị bây giờ trồng một cái cây đi, mà quý vị trồng cái chỗ đó đất không tốt, quý vị không vô phân, quý vị không tưới nước, mà cái cây đó 4 lá, mà nếu qua năm tới nó còn 4 lá nữa, qua năm tới nó còn 4 lá nữa, thì chừng nào chỗ bông quý vị? Chắc chắn là không chỗ bông rồi. Mình phải trồng cái cây sao mà phải dung phân, tưới nước, vô phân 6 lá, rồi tới 10 lá mới tới sum xê, phải không? Không ai cái cây nó tốt mới ra bông, rồi ra bông rồi sao mình mới có trái được hưởng, phải không? Đó, còn bây giờ mà trồng 4 cây hoài, 4 lá hoài là biết chừng nào mà có bông mà ăn, phải không? Thành thử là hôm nay đây là tôi mượn cái sự để tôi nói. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, nếu muốn tu thành Phật thì chúng ta cũng phải ráng ăn tương, sát sanh đạo tặc tà dâm lưỡng thiệt ý ngôn mát khẩu vọng ngữ tham lam sân nộ mê si sân dân, thấy không? Rồi chúng ta giữ 8 điều răn cấm thì chúng ta dần lên. Thì hôm nay tôi xin nói gọn qua cái phần đó. Thì tôi trả lại tất cả những gì thì chúng ta muốn khỏi cái tai nạn này, tất cả trên đời này cái gì cũng vậy quý vị, cũng có cái lực nhân quả sanh ra hết. Trên đời này cái gì cũng có cái lực nhân quả. Bởi vì thầy nói lực nhân quả thật là câu diễm suốt cổ kim chẳng lọt một ai, cái gì cũng có cái nhân quả. Thì trên quả địa cầu nó cũng vậy, cũng có cái lực từng quần của nó, phải không? Thí dụ bây giờ giả sử như hồi trước á, thì con đời con người mà mới tạo lập ra, trời mới tạo lập ra có con người á, thì bộ tộc này bộ tộc kia rất là hiền, thức dậy chỉ cần có trái cây ăn, trái cây ăn, ăn ngủ, ngủ đi chơi,
không có ra là đâu có ông vua nào mà ra tiền đâu được, mà biết là lấy đồng tiền để xài giành giật với nhau. Còn bây giờ thấy không, đồng tiền bây giờ ăn không hết, mà bây giờ tiền phải để cắt trong tủ phải sắm vàng, sắm vàng mà nhiều quá rồi đó, phải sắm hột sòn, thấy không, đó sắm hột sòn để trong tủ nữa để dành để cắt. Còn hồi xưa đâu có quý vị, hồi xưa chỉ cần quý vị có trái cây quý vị ăn, ăn no ngủ thức dậy, ăn no ngủ thức dậy, đâu có đồng tiền đâu để giành giật. Rồi từ từ bắt đầu là có mới ra là chế độ, có tổng thống, có ông vua mới ra chế độ ra tiền để mà xài với nhau, thì lúc này có đồng tiền để giành giật với nhau. Giành giật với nhau là gì? Trong đó có tham, thấy không? Ác thứ 8 là lòng tham hiểm, ha, muốn bao gồm của thế của mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham dùi ngựa cò bay thẳng cái kiến, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi, sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu số tốt cũng là dồn chứa, thấy không? Dồn chứa, nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa, thấy không? Của thế chẳng như mặt chính dao, kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi như sao mới là hối hận. Thôi bây giờ để tôi nói nghe cái chỗ đứt lưỡi nha. Thường thường mấy ông mà đi với mấy đệ này ở Campuchia nè, mấy đệ chắc ở Campuchia Long Bình chắc biết rồi ha. Đó. Thôi bây giờ làm ăn sung sướng quá, ngon đi, thì bây giờ đang làm ăn, làm lúa hàng nông, được 10 công có làm được vài năm có được 2 công, có được 12 công, làm vài năm được 14 công, làm được 20 công, 40-50 công, đã quá rồi. Cái anh kia lại rủ, tài ơi, làm cái này nó cực khổ, mày lên casino đá độ gà cái 100 triệu quất cái mau lắm. Lên đâu mà hình như là nhá nhá cũng khiến nha. Lên chơi cờ bạc nhá nhá một hai lần đầu ăn cũng được 50-30 triệu nghe, lâu chơi vài lần là giết hình như là mấy chục công ruộng hình như bán hết. Rồi bắt đầu là sao? Tự dặn, có nghe nói không, mấy cái cầu mà số nợ đó, tự dặn lên trển rồi giấy nợ, tự dặn là gì? Tham ăn ra, kê miệng lắm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Lúc này hối hận nó đã muộn lắm rồi, phải không? Thành tựu đó, hôm nay ý tôi muốn nói là để trở lại thì hôm nay tất cả những gì trên đời này có cái tham mới có xảy ra chiến tranh. Thì thôi bây giờ để tôi nói xảy ra chiến tranh, bắt đầu rồi tôi nói qua động đất thì nãy đệ có hỏi qua cái vụ chiến tranh thế giới đó. Thì hôm nay đây là tôi nói thật với quý vị, đây là nói về thời sự, thấy không? Thời sự chiến cuộc của trên là đài báo bây giờ có. Nếu mà hôm nay mà tôi không nói thời sự á, thì bây giờ như vậy đài mà để ra để cái tivi để làm gì? Đài ra mà bây giờ người ta để ra cái máy điện thoại để làm gì? Rồi bây giờ mình không coi tin tức, nhà nước để ra cái tin tức để làm gì? Rồi bây giờ mình không nói, người ta nói trời ơi ông nói giờ lên nói thời cuộc, thời sự này cái nọ. Mình nói thời cuộc chứ mình đâu có nói chính trị quý vị, phải không? Mình đâu có tránh về đất nước. Mà trong chính trị này nó thật quý vị nghe, trong bốn ăn này Đức Thầy của chúng ta có nói rõ ràng nha. Ăn tổ tiên cho mẹ, ăn đất nước, ăn tam bảo và ăn đồng bào nhân loại. Thấy không? Đó, ăn đất nước chúng ta phải bảo vệ đất nước, chúng ta phải lo đất nước. Mà bây giờ hôm nay mình không nói ra những là trộm cắp nè, không nói ra là giật dọc nè, mình không nói ra những cái chuyện này ai biết đâu tu hiện. Bây giờ là ông nhà nước bây giờ ha, mệt lắm quý vị ơi, tôi nói thật thương nhà nước lắm đó nha. Bây giờ những anh công an, những cái anh này á, ráo riết đá gà đi bắt, thấy không? Rồi cờ bạc bắt, rồi đó, tất cả những gì mà du đảng ăn cướp giật dọc bây giờ, như bây giờ như là hiện tại bây giờ quý vị có nghe nó là xã Kiến Thành đó, ở trong Úc có nghe đài kêu hổm rài, tôi có nghe đài kêu rõ ràng đó. Bây giờ có một cái số ra bây giờ đang giật dọc dữ lắm đó. Rồi bây giờ phải công an không, rồi phải nhà nước mình phải lo gì này không? Rồi bây giờ anh em đi ăn tương đi, anh em tu đi, đâu có giật dọc này là nhà nước đâu lo. Trời mẹ ơi, mấy cái này đó là nhà nước còn thương mình không hết nữa, thấy không? Thành thử ra tôi nói là quý vị nào có thời gian rảnh, quý vị coi thời sự ha, rồi quý vị coi thì quý vị mới nghe được cái tin, những cái tin hấp dẫn. Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ là hiện tại là của Nga là Ukraine, tôi nói quý vị nghe, có những quý vị mà bây giờ đi làm việc nè, quý vị đi làm ăn nè, quý vị không có coi được thời sự nè, quý vị mà có nhiều khi đi làm ruộng nè, quý vị đi làm rẫy nè, quý vị đâu có coi được thời sự nè. Tôi nói thí dụ bây giờ tôi nói quý vị biết không, bây giờ tôi hỏi nội cái chiến tranh mà thằng Nga nó muốn khởi đánh là của Ukraine ngày nào quý vị biết không? Quý vị đâu có coi đâu quý vị biết. Thành thử ra tôi cũng có nắm được một phần đó. Bây giờ là khởi chiến tranh thì thằng Nga nó muốn quánh trước là vào là không phải 2022 đâu, muốn quánh tới là 2021 là tháng 10 nó muốn quánh rồi. Nhưng mà nó dần tới là ngày 24 tháng 2 đó, tức là năm 2022 bắt đầu nó đem qua 102.000 quân. Nó bao hết trơn là 4 tỉnh của Ukraine. Một nè, Donetsk nè, hai là Lugansk nè, ba Kherson nè, bốn là Zaporizhia nè. Trong 4 tỉnh này nè. Đó, thành thử ra trong 4 tỉnh này bây giờ hiện tại là nó bao dây hết trơn, Nga là bao dây hết trơn. 4 tỉnh này nó nói là 4 tỉnh này là 4 tỉnh của Nga.
Thành thử ra bây giờ như vậy là bao giây trơn là quánh tóc hành, quánh có mấy bữa thôi quý vị, là coi như lấy bốn tỉnh này hết. Mà bây giờ quý vị biết ha, mà bây giờ Nga nói là bây giờ là yêu cầu quánh trong vòng là 7 bữa là coi như lấy hết trơn cái đất nước Ukraine này. Mà không thiệt, lúc đó là Nga nó mạnh lắm nha. Thì như vậy quánh có mấy bữa là coi như là bốn tỉnh này là Nga lấy hết trơn. Nhưng mà trong bên cạnh đó là nhờ ai? Thì bên giờ thằng Ukraine đó, thì Salusia đó, tổng thống Salusia đó, thì nhờ có bên thằng Mỹ, Anh. Mà trong đó là có một số là bên cái khối là NATO đó, thì giúp đỡ cho thí dụ nhà Đức nè, Ba Lan nè, thấy không? Rồi Thụy Điển nè, rồi tất cả như Ý này cái nọ, tất cả để mà giúp vô cho Ukraine để quánh lại Nga. Thành thử ra từ chỗ đó đó, thì quánh mặt con Nga thì hôm nay là trong vòng quánh năm nay, quý vị biết không? Là giáp một năm rồi. Thì bây giờ là bốn tỉnh này, bây giờ Ukraine lấy lại. Mà bây giờ như vậy là hỏi còn kéo dài không quý vị? Tôi nói thật với quý vị là cái này còn kéo dài là lý do gì? Bởi vì bây giờ như vậy là Nga bắt đầu lên là nói dân cầu dân ý kêu Nga hợp lại là trong bốn tỉnh này là của Nga. Bởi vì hồi trước đất nước này là của Nga. Bây giờ như vậy là nói là bốn tỉnh này của Nga. Mà Ukraine nói rằng là đất nước này là đất nước của Ukraine. Cũng như bây giờ hiện tại mình Nam Bắc vậy đó. Thì bây giờ là Ukraine bây giờ quyết định phải lấy lại trong bốn tỉnh này. Đó, còn Nga bây giờ đó thì nói giờ bốn tỉnh này không bỏ. Bây giờ chiến đấu quý vị biết không, thôi chết. Bây giờ nói thiệt với quý vị nha, một bên chết hàng trăm ngàn người rồi. Bây giờ nếu cộng lại hai bên là chết 200, trên 200 ngàn đó. Chết dữ lắm à. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị biết không, chiến tranh này bây giờ có ngừng không? Tôi nói thật quý vị coi thời sự quý vị biết là không bao giờ ngừng. Bây giờ là Nga nói bây giờ đất nước này bốn cái tỉnh này là bây giờ phải lấy lại. Mà thằng Ukraine nó bốn tỉnh này nó không cho lấy lại, nó là của nó. Rồi bây giờ như vậy là thằng Mỹ này nếu bây giờ mà nó không viện trợ cho thằng Ukraine này đó, tất cả khối NATO mà không cho viện trợ đó, thì nó nói rằng là đây là thời sự nó nha. Nếu mà không cho rồi Nga mà nó quánh ụp ra NATO, mà nếu lấy được NATO thì Trung Quốc nó sẽ lấy Đài Loan liền. Đây là rõ ràng, nếu mà Nga mà lấy thằng Ukraine thì thằng Trung Quốc sẽ lấy Đài Loan liền. Thì tới là hôm nay là coi như là tất cả bên Mỹ đó là nó mới là coi như là nó viện trợ cho Ukraine là 100% luôn. Tôi thấy là viện trợ. Bây giờ tôi thật với quý vị ha, tôi không kể tưởng tượng nào quý vị. Bây giờ máy bay không người lái nè, rồi tất cả những mà súng mà tối tân bây giờ nó bắn ra, tôi quý vị thấy nè, coi mấy vị mà coi thời sự quý vị ngớp con mắt luôn. Chứ không phải như hồi xưa là giữa Nam Bắc mình mà hồi xưa mà quánh với nhau mà kiểu mà súng mà tẹt tẹt quánh chạy chạy ra đâu, không có đâu. Bây giờ rồi nó quánh thôi khủng khiếp luôn quý vị ơi, thôi chết rồi. Bây giờ nhà cửa bây giờ thôi tanh bênh, ôi thảm khổ bốn bề sống dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sẵn giặc thiền viên, thành thông biến hóa giữa miền trung ương. Thì bây giờ vậy đó nghe quý vị. Sau này nữa đó là mình nó cũng là sau này cái đời lâm qua mở hội rồi đấy ha. Rồi sau này cái chiến tranh này sau là quánh phép, quánh thằng tiên mà quánh đi ha, còn hơn cái này nữa chứ không phải vậy đâu. Bây giờ nó chỉ là cái này nó nhỏ nhỏ, chỉ là một hai khu vực gì thôi nha, chứ một hai khu vực là bên cái khối của NATO thôi. Thì bây giờ tôi thật quý vị thì tôi cũng kể gọn gọn bên trong bốn cái tỉnh đó là Donetsk, Gulen, Kherson và Salusia. Trong bốn tỉnh này bây giờ nó đang là trong bốn chỉ tỉnh này đó. Thì hôm nay tôi nói thật quý vị luôn đó là tôi có coi, bây giờ thằng Ukraine nó lấy lại là nó chiếm lại muốn hết trơn rồi đó quý vị. Mà bây giờ vì Nga thì còn là ở, nó thủ là ở Kherson với Salusia, là nó thủ lại một phần. Bây giờ đang trận chiến nó còn dữ lắm, mấy cây cầu bây giờ nó phá hết trơn rồi đó, mấy cây cầu của bắc qua, những cái cầu bắc qua đảo Rum này kia nọ, bây giờ nó phá tanh bành té bẹ rồi. Ô thôi bây giờ thôi khỏi nói quý vị ơi, cái này nó dữ lắm rồi ha. Thì thôi bây giờ cái thời sự thì tôi không nói, tôi nói riêng ai chắc cũng trên đài cũng có coi thời sự hết rồi, cái này ai cũng biết hết rồi, tôi nói gọn gọn vậy thôi. Thì trong qua nữa, còn bây giờ nó hiện tượng Trung Quốc bây giờ ha, hồi nãy đề hỏi hiện tượng Trung Quốc bây giờ, cái này hiện tượng Trung Quốc mới đặc biệt nè. Bây giờ tự nhiên có hai ngọn lửa thật là lớn là nó bùng trên không á, chứ không phải dưới đất mà nổi lên nha. Thí dụ núi lửa nổ lên thì ra lửa này, cái này nó chuyện bình thường phải không? Núi lửa bây giờ nổ lên là cái chuyện là bình thường, trong trái đất là bình thường. Nhưng mà cái này hai ngọn lửa tự trên không, tự trên không nó hai ngọn lửa dữ lắm, hai ngọn lửa bùng lên. Đây là cái hiện tượng lạ đó. Rồi bây giờ là bên Trung Quốc là hiện tại mới động đất nè, mới động đất đây đó. Rồi ở bên mà ở châu Mỹ bây giờ hiện tại lục lạo. Thành thử ra là quý vị không, thầy có nói rõ ràng hồi nãy câu nói đó, khắp thế giới cửa nhà tan nát, không phải là chiến tranh mà tan nát đâu. Rồi trong đó là thiên tai tan nát nè, phải không? Động đất là thiên tai, là động đất nè. Rồi bây giờ nhà cửa sập tan nát rồi, lũ lụt sao tan nát nè, rồi bão nè, rồi sập nhà sập cửa nè, tan nát nè, phải không? Bây giờ quý vị coi trên màn cái tivi, bây giờ trên màn mỏng tivi bây giờ hiện tại là 190 nước, nếu mà nói tính nước nhỏ nước lớn luôn là 225 nước. Bây giờ quý vị không,
coi bây giờ không có ngày nào mà không có xảy ra động đất rồi thiên tai rồi núi lửa rồi ô, bây giờ quý vị coi nó tùm lum hết trơn quý vị ơi. Mà chặng này tôi nói thật quý vị mà không tu mà theo trời theo Phật đó ha, thì tôi nói thật quý vị nó uổng, nó uổng dữ lắm uổng. Tôi nói thiệt quý vị, hồi đó giờ tôi nghe mà tôi bây giờ tôi nằm tôi nghe ốc nổi đó, nói thiệt tôi tu thì không có bao lâu nghe quý vị, như lão tướng đây ngồi tu người mấy chục năm, tôi tu cũng mấy mười mấy hai chục năm nay rồi, mà bây giờ tôi tính ra tôi nhớ lại ha, là tôi tính ra tôi còn hay uổng đó. Tôi nói thiệt mười mấy năm nay hai chục năm nay tôi tính giờ tôi còn uổng, bây giờ nó uổng là gì nữa, mình chết biết gì đâu, phải không? Chết mình phải biết gì đâu, hôm nay mình tu đã biết rồi, còn những người người ta không tu, người ta chưa biết chết gì đâu. Ta nói là sống là còn, chết là hết. Còn mình á, sống thì bây giờ còn đây để gì, lo bản thân tứ đại này, cái bản thân giả này nè, để mình lo gì, lo tu tập, nhưng mà nữa biết gì đâu, thấy không? Bây giờ quý vị biết không, bây giờ là trên đời này, trên cái vùng lục đạo này thì nó trên có ba đường. Một là đường Phật, tiên và cõi người thượng nguyên thánh đức mình. Còn nếu lọt ra ba đường dưới nha quý vị, địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè. Bây giờ nói là mình bây giờ là mình còn trí óc, mình còn trí tệ nè, mình còn biết ăn, mình còn biết lo cha mẹ, còn biết tất cả này kia nọ nè, thấy không? Đó, lạnh lẽo còn biết lấy chăn đắp nè, thấy không? Còn biết lấy gối nằm nè, còn biết là nhà cửa mình lo. Còn bây giờ cái con cọp, con beo, con chó sói là trong rừng nó biết cái gì đâu à? Nó lạnh nó rút luôn, nó biết mền mùng, nó đâu có chiếu rơ lép gì đâu à, thấy không? Thấy không? Tôi nói nổi con giặc không là thấy khổ rồi, chưa nói rớt xuống là côn trùng rồi, chưa xuống xuống địa ngục ngã quỷ, thấy không? Đó, thành thử ra từ cái đó là cái chỗ mà quý vị mà coi qua cái mẫu chuyện mà của Mục Kiền Liên, quý vị nghe mà Thanh Đề thấy sợ không? Nó là vô đó là vô cái địa ngục, mà vô dán rồi đó thì thôi nội mà đưa mà cơm vô mà cái bưng chén cơm lên mà quá ra lửa thôi, kể như rồi nghe nó ốc nổi không, thấy không? Thành thử ra ráng tu phải làm sao được cái hạnh Mục Kiền Liên quý vị ơi nè. Mục Liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm dài từ bi, phải không? Thì hôm nay mình phải ráng là tu tập từ bi để mà mình cứu được ông bà, trước hết là mình cứu cụ Quyền Thất Tổ ông bà mình, sau là cứu cuộc đời của mình. À, bây giờ thấy gì sao nãy giờ giờ bao nhiêu rồi, tới giờ chưa? À, thành thử ra từ chỗ đó trước hết là mình cứu cụ Quyền. Cụ Quyền Thất Tổ là gì quý vị? Cụ là gì? Cụ là tượng trưng là cho binh nữ, mà chữ Quyền là sâu kính, Thất là tượng trưng cho binh nam. Đây là nhiều đời nhiều kiếp nha quý vị, đời nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp của tổ tiên ông bà chúng ta để lại. Cũng như hồi đó có mẫu chuyện mà Đức Phật có dắt là tất cả môn đồ đi đó, như có A Nan đó, thì Đức Phật mới chỉ trong đống xương đó. Đó, các người thấy không, bây giờ trong đống xương của ta là có xương ta trọng đó. Thành thử ra nó nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải là một kiếp. Thành thử ra đây là thờ cũ Quyền Thất Tổ. Có nhiều người ta nói cũ là bên Nho đó, cũ là chín, thấy không? Thất là bảy, thờ chín đời bảy kiếp. Rồi bây giờ Đức Thầy nói là thăm ăn vô lượng kiếp là gì, phải không? Cái này là vô lượng kiếp chứ không có nói là 7 kiếp, là 8 kiếp, 9 kiếp gì trơn á. Đó là đây là tượng trưng cho, cũ là tượng trưng cho binh nữ, còn mà thất là tượng trưng cho binh nam. Đây là nói là binh nữ và nam, tức là binh nội, binh ngoại gì đó. Thì đây là nói là đời đời kiếp kiếp. Thì thôi bây giờ nãy giờ tôi nói là bên phần là Thổ Nhĩ Kỳ và đồng thời bên chiến sĩ của Urana và của Nga đây, tôi nói gọn gọn. Và hai nữa là Trung Quốc bây giờ đó là cái thứ ba. Là bây giờ đó là cái cảnh đó, là hồi nãy tôi có nói cảnh thảm khổ chiều nay sẽ thấy đó. Sao dân còn chiếu mến trầm mê đó, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam ban cảnh khổ rồi sao? Cũng kề bên tai, cũng kề bên tai là gì? Bây giờ quý vị biết không, bây giờ chiến tranh ở bển đâu có động gì mình đâu. Bây giờ bên Đông Âu có động gì mình đâu, nhưng mà mình có dính không? Dính. Quý vị thấy dính chỗ nào không? Bây giờ hai anh lớn này bây giờ quánh với nhau, cấm giận với nhau, đã đời anh này buôn bán không được, giải sồ mằng ra quần áo bán không được, rồi săn cộ, rồi bây giờ như vậy là tăng giá mắt săn phăng, ai chịu đây? Phải công nông dân mình chịu không? Rồi quần áo tất cả vật chất mình phải chịu không? Rồi những cái số bây giờ đi mằng không được là tại vì sao? Công ty bây giờ nó giao hàng không được, công ty phải là nhập ra nước ngoài, mà nước ngoài bây giờ nó bị là cấm vận với nhau. Rồi bây giờ không được tại sao? Công ty làm không được là sao? Khổ, phải không? Đó, cảnh thảm khổ chiều nay có mấy, sợ ngày sau bây giờ mình thấy bê hồn nha. Rồi lúc đó đây ha, thầy nói nè, no chiều rồi lại đói mai, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây, khuyên trần sớm điệu bắp phai, cháo rau đỡ dạ mới cho qua tháng ngày. Cái này mới là sợ nha, tới chừng đó mà cháo rau đỡ dạ đó cho qua tháng ngày là gì? Cái câu này là thầy nói trắng quá quý vị. Cháo rau đỡ dạ là thôi mình ăn đỡ cho qua ngày cháo rau, chứ lúc này coi chừng có gạo ăn không nghe, có lúa ăn không nghe, có bắp ăn không nghe, có phai ăn không nghe. Thì cháo rau cho đỡ dạ đó, tức là đỡ dạ cho sống qua ngày thôi. Thì còn mà cái dần dần mà còn nói tới nữa đó ha, thì nó còn nhiều chuyện nữa. Nếu mà tôi nói ra nữa thì nó còn dài lắm nha quý vị. Thì đây hôm nay tôi nói ngắn gọn chỗ này. Thì dưới cái thứ tư nữa
Quý vị hồi nãy hỏi qua cái vấn đề là Hồng Hài Nhi. Thôi bây giờ tôi nói Hồng Hài Nhi. Bây giờ quý vị biết không, cái coi mà cái cuồng phim mà Tài Thiên Đại Thánh á, là coi cái cuồng phim gì, không phải Tài Thiên Đại Thánh, cái coi cuồng phim gì mà Hồng Hài Nhi, Tài Thiên Đại Thánh cũng có Hồng Hài Nhi, mà coi cái cuồng phim gì Na Cha gì đó, Na Cha đó, mà Hồng Hài Nhi mà nó ngồi trên đó sen, quý vị thấy không? Ngồi đó sen, bắt đầu là ngồi đó sen mà tọa sen của Đức Phật ngồi đó, ngồi lên bắt đầu là ở dưới mũi nhọn nó bắn lên đó, là bắt Hồng Hài Nhi đó. Quý vị biết không, Hồng Hài Nhi nó cũng thuộc về là nó thuộc về một, cũng thuộc về Ma Dương, thấy không? Theo mà phá Phật thì lúc đó mà ngồi trên đó sen, quý vị này là không có ông Phật nha. Còn hôm nay tôi thấy trên mạng mà tôi thấy là cái chuyện này nó quái gở nha quý vị. Trên này biết rằng cái nhà ông Phật không có ngồi đó nha, hình tượng nha, nhưng mà trong này nè có Phật A Di Đà nè, có Phật Thích Ca nè, và dân dân có hàng ngàn ông vị Phật để ta thờ tôn trọng. Đó là một vị thiên liêng, một vị là mình cung kính, là một vị Phật. Mà bây giờ như vậy là đứa bé 7 tuổi này nó xưng là Hồng Hài Nhi, nó nhảy lên trên bằng cái bàn thờ Phật đó, là cái này nó là gì? Mà bây giờ nó biết cái gì không? Nếu bây giờ nó Hồng Hài Nhi, nó biết xuống, nó phải biết đời trước đời sau, nó phải biết. Còn này nó không biết cái gì trên á, là cái này là cái gì? Rồi bây giờ thí dụ như hôm nay tôi nói thì đây là tôi nói thật. Rồi ông bà cha mẹ như vậy thì cũng lại cũng cừ giỡn thì kia, nó cũng bồng lên này kia nọ. Lẽ ra cái này mình làm người lớn mình phải dày chỗ này. Và bây giờ không nên được làm chỗ này ha. Chỗ này là tôn kính của thờ Phật, là trong này có Phật A Di Đà, có Đức Bổn Sư, rồi có các vị Phật. Rồi bây giờ con cháu không được nên làm chỗ này, chỗ này phải cấm tiệt chỗ này. Còn này mình người lớn mình không biết, rồi mình cũng đưa con cháu mình lên đó, rồi leo lên tới thằng Phật A Di Đà, leo lên tới Bổn Sư, thì cái này là cái gì quý vị? Thì ông Phật từ bi nghe quý vị, chứ đúng ra mà lên mà ngay mà ông Nguyễn Trung Trực đó nha, ông Nguyễn Trung Trực ông làm thiệt rồi nha. Hồi đó mà tay là ông Nguyễn Trung Trực ông bẻ cổ không à, chứ không phải chuyện thường, là ông thằng ông làm thiệt à. Nhưng mà cái này vị Phật thì ông thằng sao? Ông Phật từ bi quý vị ơi, ông Phật từ bi. Hình thử ra, nhưng mà thực tế ra không phải là ông Phật ngồi đó đâu, là đó là nè, thầy nói nè, bớt bỏ đình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm y là này, là lời truyền sấm của thầy, bông qua cầu Phật hiệp về đi chôn, còn mình muốn đãi lần thơm thì là tỷ đắp ngôn cho người, dân dân dài xuống. Thì bắt ra những cái hình mà mình lại, mình cúng mà để hình thật mình thờ chứng đó, thì thầy nói là những hình tượng bằng giấy phải đốt đi. Hình tượng bằng giấy là gì? Để tôi nói quý vị ngang một đoạn này nữa cho mới rõ ra chỗ đó nha. Thí dụ bây giờ bên Phật Thích Ca, thì lúc đây cách đây trên 2600 năm, gần 2700 năm. Thì bây giờ ông Phật Thích Ca, tới giờ ai biết cái hình Phật ông Thích Ca là gì không? Rồi bây giờ như vậy là ông bên Thái Lan, ông cũng là thờ ông Phật Thích Ca. Ông Trung Quốc cũng thờ Phật Thích Ca. Myanmar cũng thờ Phật Thích Ca. Rồi là Campuchia cũng thờ Phật Thích Ca. Việt Nam cũng thờ Thích Ca. Ông Việt Nam thì khuôn mặt của ông Phật Thích Ca Việt Nam, phải không? Ông Campuchia, khuôn mặt của ông Campuchia. Ông Thái Lan, khuôn mặt của ông Thái Lan. Trung Quốc, khuôn mặt Trung Quốc. Như vậy là có giống ông Phật của Thích Ca đâu. Thì đây giờ hôm nay là cái gì? Hình tượng thôi. Còn Đức Thầy, có nhiều người ta nói tại sao hình tượng bằng giấy đúc đi, còn hình Đức Thầy đó là coi như tại sao để được. Hôm nay Đức Thầy của chúng ta tôn trọng Đức, hình Đức Thầy là hình thiệt nha. Lúc Đức Thầy ra đời thì lúc này thằng Pháp nó đã có cái máy chụp hình nha. Thì hôm nay hình của Đức Thầy là hình thiệt nha quý vị, chứ không phải hình tưởng tượng nha. Còn cái hình kia là hình tưởng tượng. Thành tử là hôm nay mình tưởng tượng ông Phật Thích Ca, mình thờ. Chứ thực tế ra đây là Thầy có nói rõ ràng, hình tượng bằng giấy đúc đi. Và cái thứ hai nữa, quý vị mà thờ ông Phật Di Đà thì phải thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, phải không? Ông A Di Đà phải có Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà nếu thờ ông Quan Thế Âm Bồ Tát thì phải thờ Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi bây giờ thờ ông Phật Thích Ca, rồi tại sao không thờ Phật Diên Đăng? Rồi bây giờ hàng hàng tỷ ông Phật, như vậy là thờ sao đây? Thành thử ra hôm nay Đức Thầy mới nói là đạo vô vi của Phật ăn cần nối theo Chí Thích Ca ngày trước. Thì hôm nay, Đức Thầy chỉ cho mình thờ ba ngôi, thì mình làm theo đúng quy trình của Đức Thầy chỉ cho chúng ta thờ ba ngôi. Đạo Thích Ca, Thầy nói là nối theo chính Thích Ca ngày trước. Quý vị biết không, Thích Ca ngày trước hồi đó ra là không có hình tượng, hình giấy, hình gì hết trơn nha quý vị. Ở đó đó, Đức Phật Thích Ca đó là bên Nam Tông là không có gì hết nha. Rồi sau mới chia ra là bên Bắc Tông mới chia ra hai phe với nhau. Rồi sau mà thằng Tú ra đời đó, bởi vì Thầy mới nói là theo thằng Tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành ha. Phật từ bi độ tử độ sanh, chớ độ kẻ những người đức đó. Bây giờ thì tôi nói quý vị nghe, thì hôm nay mình phải theo lục tổ chớ theo thằng Tú. Thành thử ra hôm nay mình phải theo lục tổ đó. Thành thử ra từ chỗ đó thì hôm nay tôi trả lời với quý vị nghe. Còn mà qua nói về cái vụ Hồng Hài Nhi đó, quý vị đừng có tin trên mạng là cái cô này là Hồng Hài Nhi thiệt nha. Thì đây là tôi nói vậy quý vị hiểu á. Nếu mà tôi nói thẳng hơn á, không có Hồng Hài Nhi nào mà dám mà leo lên bằng Phật mà làm như vậy đâu quý vị. Thì đây là coi như cái này là
cái này là cái gì không ha, tôi không dám nói, tôi không biết là cái đó là cái gì không, tôi không nói ha. Thì thôi giờ hôm nay đến đây thì cũng tạm dừng xin hết. Một lần nữa tôi cũng xin cầu chúc quý vị một ngày tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.